Chúng ta sẽ tạo một cái project mới. Ở những lớp khác, thầy nhắc lại, ở những lớp khác có thể giảng viên cho các bạn tạo file để copy. Còn thầy hướng dẫn các bạn tạo project thì cứ vậy mà làm. Nó có nhiều cái lợi. Còn đối với lớp khác thì nó có cái lợi riêng, chứ không phải là thầy hay. Nhưng mà giả sử các bạn nhập gia tùy tục, công ty này người ta yêu cầu như vậy thì bạn làm theo. Khi mà bạn qua công ty khác, người ta yêu cầu khác thì bạn cứ theo công ty của người ta, theo cái dự án của người ta. Đúng không? Không cần phải phải có gì đó gọi là tốt hay không tốt cả. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tạo một cái project mới. Các bạn chọn vô New, tạo project. Còn Console, giả sử buổi hôm nay chúng ta sẽ tạo là cứ com108.00.123.quang bình. Rồi bạn muốn tạo cái gì thêm đó anh tạo. Ví dụ hôm nay chúng ta sẽ là 23.11.11 là năm 53 tháng 11 ngày 11. Ctrl A, Ctrl C để đó. Tí nữa chúng ta sẽ mở ra ổ đĩa C. Ví dụ lưu trên ổ đĩa C, ví dụ com108, new cho thầy một folder, dán cái đòi vô. Rồi cái dự án của mình trong cái folder mới, lưu đây dự án mới của chúng ta, có file, có sẵn hàm main, có sẵn include. Nhấn Ctrl S để lưu lại. Nó hỏi là lưu cái hàm này nè, lưu cái file này nè là gì. Ctrl V dán lại cái hồi nãy. Xong. Làm đến đây khó hay dễ? Vậy tại sao một số bạn làm không được? Cái này mà nói khó nữa thì bó tay rồi. Cho nên cái này nó là quy chuẩn để các bạn tạo một cái dự án. Sau này một dự án của bạn có 5 team. 5 team, mỗi team viết một phần. Ví dụ như team viết Ronin, team viết Backend, team viết Model, team viết các cái API, vân vân. Rất là nhiều team viết với nhau. Và các bạn không thống nhất thì lúc mà các bạn mệt code, mệt không được. Mỗi người viết một phần mà ráp lại ráp không vô. Cho nên phần quy chuẩn là quy chuẩn, bắt buộc phải làm. Đúng như vậy thì cứ làm, đâu có gì đâu khó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài thứ nhất. Ví dụ nếu như các bạn muốn viết hàm con thì mình sẽ là void kiểu dữ liệu bài 1, mở ngoặc tròn ra phía sau, mở ngoặc nhọn thì tự động nó có đóng ngoặc nhọn. Và nó cứ đi một cặp như vậy, if cũng vậy, cứ mở thì có đóng. Đừng có bỏ. Bạn bỏ bạn có 10 dòng, bạn kêu tí nữa em đóng. Nhưng mà code của bạn không phải là 10 dòng, mà là 10.000 dòng. Cho nên bạn không thể control được là mở lúc nào và đóng lúc nào. Cho nên là việc lúc nào mở thì tức khắc ngay lúc đó phải có đóng. Đóng liền ngay lập tức. Không có cái chuyện tí nữa em đóng. Nhớ chỗ này giúp thầy. Và trong bài 1 này của mình có A thôi. Mình khai báo là A. Và print. Có bạn lúc nãy, chú ý chỗ này thầy không nói bạn nào. Bạn ghi là nhập A. Và bạn phần trăm D. Hai chấm cách đây bạn A. Có vấn đề gì chỗ này không? Chỗ này mình có A chưa? Chưa, chưa có giá trị A. Cho nên mình ở đây là gần như xuất luôn rồi. Xuất giá trị A ra. Nhưng mà ở đây chưa có A. Cho nên các bạn chỗ này mình chỉ đưa ra câu thông báo là nhập A. Và chỗ này không có A chỗ này. Và chúng ta sẽ dùng lệnh scan. 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 Để nhập phần trăm D phẩy và A. Cấu trúc này cố gắng nhớ thôi, không còn cách nào khác.
cấu trúc của nó là print và scan. Bây giờ mình đã nhập xong rồi, mình kiểm tra. Nếu A, chỗ này người ta hỏi chẵn hay lẻ, vậy làm sao biết chẵn? Chia dư cho 2. Nếu bằng 0 thì đây là chẵn. Và chú ý chỗ này, nếu như sau lệnh if mà các bạn có nhiều lệnh thì chúng ta sẽ mở và đóng nháy hoặc vuông. Còn nếu chỉ có một lệnh thì không cần. Nhưng mà thôi, chúng ta làm cái gì cho nó quen, cứ mở và đóng đi cho nó khỏi nhầm. Và chỗ này chúng ta sẽ print A là số chẵn. Số A là số chẵn. Rồi, chú ý chỗ này, nếu như mình ghi A thì mình chẳng biết A là mấy, cho nên mình nên ghi phần trăm D. Thầy thấy là các bạn ít đưa cái chỗ này vô, bạn chỉ thông báo là chẵn lẻ thôi, còn bạn không ghi là A là số mấy. Nên mình nên như thế. Rồi, chỗ này các bạn sẽ là L mở ngoặc Enter. Như vậy nó luôn luôn đi một cặp. Và chỗ này các bạn thuộc vô đầu dòng giúp thầy, A là số lẻ. Đây, bài 1 bắt đầu sát biên. Lệnh đầu tiên tap vô một cái. Lệnh tiếp theo lệnh scan, lệnh F. Và cái lệnh print này nó là con của F, cho nên nó thuộc vô một cái. Cấu trúc rõ ràng, mình nhìn rất là clear, nhìn rất là dễ nhìn. Mình nhìn là mình biết cái lệnh này là con của ai, nó thuộc về cái tập nào. Rất là dễ. Và sau khi bạn viết xong bài 1, các bạn lên đây, các bạn gọi bài 1 mở ngoặc đóng ngoặc chấm phẩy. Có bạn chấm phẩy chỗ này. Bạn chấm phẩy chỗ này là kết thúc cái bài 1 rồi. Nó đâu có nhận được cái đoạn code dưới này đâu. Chấm phẩy khi nào chúng ta gọi thì chúng ta mới chấm phẩy thôi. Còn chúng ta đang khai báo thì chúng ta viết code thì chỗ này chưa chấm phẩy. Dịch. Chạy. Nhập vô 2. Cho ra số chẵn. Nhập vô 5. Cho ra số lẻ. Được chưa? Đối với bài 2, chúng ta yêu cầu là void bài 2 mở ngoặc nhọn enter. Phần nhập chúng ta sử dụng lại cho nó nhanh. Copy dán vô đây xong. Bây giờ người ta hỏi nếu như cái số này vừa là số lẻ vừa chia hết cho 3, hai điều kiện cùng lúc, mình dùng cái gì? Dùng ava, tức là dùng and. Nếu a mà chia cho 2 số lẻ khác không, hồi nãy kiểm tra chẵn trước cho nên bằng 0. Bây giờ mình cố tình mình kiểm tra lẻ, cho nên chỗ này chia cho 2 khác không, kịp không? Và điều kiện nữa là gì? Và A phần trăm cho 3 bằng 0, tức là chia hết cho 3. Một cái là số lẻ không chia hết cho 2. Một cái kiểm tra là số chẵn chia hết cho 3. Kịp chỗ này không? Và thầy yêu cầu các bạn ghi ra cái gì? Print. Ví dụ có bạn thì ghi ra chữ true. Ok. Tùy cái đề yêu cầu. Muốn ghi gì ghi. L. Và print. False. Đó. Tùy mình muốn in gì in, tùy theo đề. Và chúng ta đã hoàn thành
Bài 2. Bây giờ các bạn chạy, nó chưa chạy được đâu. Bởi vì trên này mình mới gọi bài 1. Mình muốn chạy bài 2 thì mình đổi bài 2. Nó mới chạy đoạn code mới cho mình. Bài 2. Ở đây chúng ta sẽ kiểm là A vừa là số lẻ vừa chia hết cho 3. Như vậy mình thử nhập vô 6. 6 là false. Bởi vì 6 là số chẵn. Mặc dầu nó chia hết cho 3 nhưng nó vẫn là false. Mình chạy lại, mình nhập vô số 9 trừ. Số 9 là số lẻ và số 9 chia hết cho 3. Mình nhập vô số 11. Số 11 là số lẻ nhưng số 11 không chia hết cho 3. Đó là cách chúng ta kiểm thử. Kịp không? Và cứ mỗi lần chạy, mình gõ, mình chạy đi chạy lại nó mệt không? Mệt. Thì mình dùng gì? While số 1. Và vòng while này chúng ta chỉ có một lệnh bài 2 thôi. Và chúng ta chạy lại. Mình nhập số 1 xuống dòng cái. Tại vì nó không xuống dòng thì nó sẽ bị trùng, mình rất là khó nhìn. Rồi, số 1, phone, sai. Số 3, đúng. Số 5, phone. Số 6, phone. Số 9, ok, true. Số 15, true. Số 12, phone. Vậy được chưa? Đó là vòng lặp while. Để mình lặp lại, mình gọi cái bài 2 này nhiều lần cho nó nhanh, mình test cho nó nhanh. Cái này là dùng để kiểm thử ha. Mình không cần phải hỏi là tiếp tục hay không, mà mình sẽ lặp lại liên tục luôn. Cái này là lặp lại vô hạn. Mình muốn kết thúc thì mình cứ tắt là xong. Đó là dòng lặp while để chúng ta lặp lại vô hạn.